nghe mầm nhỉ, đừng có mỗi mầm. Đang mầm xong rồi rồi, đi tay ra cửa hoa rồi dùng này. Mấy mầm này nó mới ra này, mà năm nay ra có một mầm mà. Mình đang ở ngã ba Đông Dương các bạn. Đây là cột mốc ba biên giới ba nước. Cột mốc chung cả ba nước rồi là ngã ba Đông Dương, điểm rất là cao. Và như là điểm cao nhất ở khu vực rừng này. Ở đây có đường bê tông hết này, đường xe khách có thể lên rồi, đưa đoàn lên rồi. Còn đi phượt thì các bạn có thể tự chạy xe lên. Lấy mình không biết đường leo có đâu, cái đường đất leo lên từ dưới núi lên núi rất là cao. Nhưng mà cũng đến được cái đường bê tông. Nhà nước xây dựng rất là kiên cố. Thì giữa trưa bây giờ đang nằm gần 12 giờ trưa, rất là nắng. Gửi xe ở bên dưới, đi bộ lên trên. Đi bậc thang đá lên. Đây là đâu thấy rác á, rác. Đây các lãnh đạo thành phố trồng, lãnh đạo tỉnh trồng. Đây là cột mốc chung cho ba nước đây các bạn. Chỉ được 2007. Đây là quần Lào. Ba phía miền Nam, phía bên này là phía của Lào. Đây là Campuchia. Là lóng, chưa chưa là dép thì dính, rất là lóng. Mình đi về phía Campuchia. Mình không hiểu tiếng Campuchia, có lẽ đây là các cái cây mà các lãnh đạo của tỉnh của Campuchia trồng. Chăm là nó cây chết rồi, còn những cây ở phía Việt Nam thì được chăm sóc nó rất là tốt. Ở
phía bên họ thì rừng rừng già, rừng nguyên sinh còn rất là nhiều. Thế cũng chưa. Các bạn nhìn xa xa lối gò xanh mướt, toàn cây là cây cây rừng chứ không phải là cây trồng. Mình đi mấy bước sang bên Việt Nam thì còn cây trồng. Đây không có đồn, không có chiếc, không có đồn nữa. Nói chung là để tận chung các khu du lịch của Việt Nam quan giác rất nhiều. Giác khẩu trang, mùa thư thôi. Cái này thế rồi. Ở đây chắc là nghe tiếng chim không á, chim kêu rừng mà. À, nghe thấy tiếng chim không? Cái rừng đó còn rừng này, còn chim, còn thú. Ở đồi này không biết làm sao đốt chọc rồi. Bên kia thì cũng chọc, có cái mảng giữa giữa này. Đúng trên diện máy quay này là camera này là rừng. Thì đồi bên kia cũng chọc mà. Mé Việt Nam, mé lên mé Việt Nam. Đấy chắc là làm lán định bán đồ ấy, đồ lưu niệm. Cái đường ở phía bên này thì không có đường, đường đất thôi. Còn đường phía bên Nam thì đường bê tông kiên cố. Sống bờ kia, đường rừng. Ngay dưới chân là rừng. Đó, rừng rậm. Ở đây thì không thấy gác biên phòng gì hết. Xuống giữa khoảng rừng không? Lấy đi dưới hồ có thằng cắm lều. Chắc thằng đấy đi phượt. Đồng chí đi phượt. Kiểu chắc là cũng dần dần cũng lên trên này. Dưới hồ mấy bên gần cái cửa sổ đó. Chỗ bắt đầu đường mình lên núi đường đất đó. Đi xuống dưới rừng ở Campuchia.
đường ngay dưới. Cây gỗ rất to chết. Ngoài nghe tiếng chim không? Chim rất là nhiều. Đi là khá là xa mới xuống rừng này. Đấy, đi theo cái đường mòn. Không, đường này là cái đường đang định mở lên. Thế có một chiếc mở lên nhưng mà chưa làm gì hết, đất không. Đang nghe tiếng cưa. Thế ra giữa cái này xong rồi Việt Nam sang trải nghiệm rồi. Sao nó lại chưa đi đâu? Nó để cái khu này nó đây to mà. Khu du lịch đúng không? Tính ra là cho tôi nhận đó, hầu ba nước làm khu du lịch. Du lịch tâm linh cũng được, ở phía dưới làm du lịch tâm linh, bên trên là du lịch sinh thái. Đây là đường ấy chứ, đang làm đường ấy chứ. Đó là vực này. Còn cây gỗ to đây. À, gỗ này hai người ôm cây này. Đây, đang xa là làm đường nhưng mà họ chưa làm kịp nên là mưa xoáy hết này. Rừng, đấy, rừng.